Trong giấc ngủ sâu, cô vô thức đưa tay ôm lấy một thứ gì đó, nhưng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh. Đôi mắt cô từ từ mở ra, hơi bối rối nhìn quanh và rồi tất cả ký ức đêm qua ào ạt quay lại. Cái đồ đáng ghét, dám bỏ thuốc mình hả? Liễu Như Yên lẩm bẩm, vẻ mặt đầy sát khí. Trần Chiết, lần này cậu xong đời rồi. Rửa mặt qua loa, cô khoác lên mình thần thái lạnh lùng rồi leo lên chiếc máy bách đỏ bóng loáng. Chẳng chút ngần ngại, cô nhấn ga lao thẳng về phía Đại học Mado. Cung đường 30 phút bỗng rút ngắn chỉ còn 10 phút khi cô nhấn ga tới tận sàn, lướt nhanh như gió về khu ký túc xá nam. Lửa giận vẫn cháy hừng hực trong lòng, Liễu Như Yên bước thẳng lên tầng trên, đám vệ sĩ đi sau nối gót. Đến phòng 312, nơi mà Lý Lương đang cuộn tròn ngủ say sưa, thậm chí còn khúc khích cười mơ màng. Chợt, một tiếng rầm vang lên khi cánh cửa bị đạp tung, va mạnh vào tường. Trời đất, ai đá cửa vậy chứ? Lý Lương bật dậy, gầm gừ nhìn ra ngoài, nhưng chưa kịp hết câu, cậu đã sững sờ khi thấy vệ sĩ tràn vào. Bước vào cuối cùng là Liễu Như Yên, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng khắp phòng, nhưng không thấy bóng dáng cần tìm đâu. Cô dừng lại trước giường của Lý Lương, giọng lạnh buốt, Trần Chiết đâu rồi? Lý Lương lắp bắp, thò nửa đầu ra khỏi chăn, giọng ngập ngừng, em cũng không rõ nữa, không phải tối qua anh ấy đi cùng chị à, đến giờ còn chưa về sao? Liễu Như Yên trầm ngâm giây lát, rồi không chần chừ, ra lệnh cho Lý Lương gọi ngay cho Trần Chiết để hỏi tung tích. Không dám trái lệnh, Lý Lương vội vàng lôi điện thoại ra, run run bấm số gọi cho người bạn vô lo của mình. Đầu dây bên kia, giọng nói đầy thư giãn của Trần Chiết vang lên, alo. Lương đấy à, có gì không? Đứng bên cạnh, Liễu Như Yên không vội giật lấy điện thoại mà chỉ nhìn Lý Lương với ánh mắt sắc lạnh. Nhận ra ý đồ của cô, Lý Lương nuốt khan, giọng run run cất lên, cậu trốn đâu cả đêm thế hả, thằng khốn. Tại một nhà trọ nhỏ ven đô, tôi nằm dài trên giường, nghe giọng căng thẳng của Lương, nghi ngờ hỏi lại, Lương, bên cậu có ai đúng không? Lời vừa dứt, ánh mắt Liễu Như Yên càng lạnh băng. Tay chậm rãi với lấy con dao găm đặt bên cạnh, lưỡi dao nhấp nháy như cảnh báo. Thấy vậy, Lý Lương dùng mình, vội vàng chối, không, không có ai đâu. Cậu nghĩ nhiều quá rồi, nghe vậy, tôi càng chắc như đinh đóng cột rằng Liễu Như Yên đang ở đó. Cô nàng này quả nhiên điên không vừa, may mà mình đã đề phòng nên tạm tránh ra chỗ này. Tôi chợt nghĩ ra một kế hay, cười khẩy rồi lên tiếng trêu. Ha ha, đùa chứ cho vui thôi mà, nhưng cậu nói thật đi, cô ấy có đang đứng cạnh không đó? Tại phòng 312, con dao trong tay Liễu Như Yên đã dí sát vào cổ Lý Lương, chỉ cần cô ấn nhẹ thêm chút nữa là xem như cậu ta hết đường về. Trong đầu, Lý Lương không ngừng chửi rủa tôi, trời ơi, cậu muốn tôi mất mạng rồi tạm biệt cả 2TB tài liệu học tập của mình à. Cậu đành nói dối đến cùng, thiệt sự không có ai ở đây hết, cậu đừng suy diễn nữa. Biết cậu bạn đang bí, tôi càng thấy thú vị, cười đắc ý, ồ, hiểu rồi. Để đoán thử nhé, không chỉ có cô ta, chắc đám vệ sĩ của cô ta cũng đang bao vây chỗ cậu rồi, đúng không? Vừa nói xong, tôi cúp máy, thở phào rồi quay về giấc ngủ. Ở phòng 312, sau khi nghe cuộc gọi đổ bể, Liễu Như Yên hoàn toàn mất bình tĩnh. Bước ra khỏi phòng và ra hiệu cho vệ sĩ phía sau. Chỉ một lúc sau, tiếng gào thét thảm thiết của Lý Lương vang vọng khắp ký túc xá, đầy bi ai và sợ hãi. Chiếc máy bách đỏ phóng ra khỏi cổng Đại học Mado, Liễu Như Yên ngồi trong xe, ánh mắt sắc lạnh. Cô đưa điện thoại lên tai, giọng cộc lốc hỏi người ở đầu dây, sao rồi, tìm được chưa? Giọng nói kính cẩn vang lên, thưa tiểu thư, chúng tôi đã xác định được vị trí. Dựa trên lần giao dịch cuối cùng của anh Trần, anh ấy đang ở một nhà trọ ngoại ô Mado. Chuyển tọa độ qua đây ngay. Mọi người đang Liễu Như Yên rút lời, tắt máy, ánh mắt nheo lại đầy suy tính. Chúc mọi người cô đã nên tay, vậy mà cậu ta càng được đà lấn tới. Có vẻ lần này cần cho tên đó một bài học thật đậm. Trong lúc đó, ở nhà trọ nhỏ ngoài rìa thành phố, tôi vẫn ngủ say, nào biết gì về tai họa sắp ập xuống đầu mình. Hai tiếng sau, Liễu Như Yên đã đứng trước cửa phòng tôi. Quay sang dặn vệ sĩ, không có lệnh của tôi, không ai được bước vào, kể cả khi nghe thấy gì. Vệ sĩ gật đầu, nhanh chóng kiểm soát nhà trọ, gửi ngay cho chủ nhà một khoản bồi dưỡng. Còn tôi, vẫn ngáy khò trên giường, hoàn toàn vô thức trước cơn bão đang đến gần. Liễu Như Yên bước vào phòng, nhẹ nhàng khóa trái cửa. Cô tiến đến giường, từng bước đi làm chiếc giường ọp ẹp rung lên. Đứng nhìn tôi từ trên cao, cô nhếch mép cười, khẽ buông một câu, ngủ ngon nhỉ, rồi tung một cú đạp thẳng vào bụng tôi. Đau điếng, tôi bật dậy, bàng hoàng nhìn thấy bóng dáng đầy uy lực của Liễu Như Yên. Cố nén đau, tôi lắp bắp, sao cô lại ở đây? Liễu Như Yên chỉ cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ đáng sợ, ở Mado này, muốn biết chuyện gì thì tôi nhất định sẽ biết. Nói rồi, cô ngồi xuống mép giường, ánh mắt lạnh băng nhưng giọng lại đầy mỉa mai, tôi đối xử với cậu chưa đủ tốt sao? Đến cả thân thể tôi cậu cũng đã chạm tới, vậy mà còn dám lẩn trốn. Coi tôi là gì hả? Tôi chưa kịp thốt lên lời nào, thì bốp, một cái tát in hẳn trên má tôi, rát đến mức tôi phải ôm mặt, phẫn nộ hét lớn, cô điên rồi sao? Liễu Như Yên cười lạnh, ánh mắt thoáng tia hiểm độc. Đừng lo, hôm nay cậu cũng sẽ phát điên theo tôi. Để xem còn dám chạy trốn nữa không? Tiếng la hét của tôi vang vọng khắp căn phòng, phá tan không gian tĩnh mịch. Từng tiếng vỗ vang dội, khi bàn chân nhỏ nhắn, trắng hồng của Liễu Như Yên dẫm lên mặt tôi, không chút ngừng nghỉ. Cô nhìn xuống tôi, đôi mắt bùng lên nét điên cuồng, tung ra từng cú đánh mạnh, cho cậu chạy này. Không nghe lời này, ban đầu, tôi cũng định phản kháng, nhưng chỉ vài phút thử sức thất bại. Tôi nhận ra mình chẳng thể đấu lại sức mạnh của cô ấy. Đòn đánh của tôi chỉ làm cho Liễu Như Yên càng trở nên hăng máu hơn, liên tục ra tay, không chút kiềm chế. Sau hơn 10 phút, cô dừng lại, thở đều đều, nhìn tôi nằm bất động trên giường, khắp người tôi đỏ lực, khuôn mặt hẳn in dấu những cú đấm. Thế nhưng, tôi vẫn cố giữ vững ánh mắt bướng bỉnh, gầm lên. Cô là đồ điên, cứ chờ đi, không khiến cô phải chịu thua tôi thì không phải là tôi. Liễu Như Yên nghe vậy chỉ cười nhếch mép, nét mặt vừa điên loạn vừa lạnh lùng.
Cô cúi xuống, đưa tay về phía mặt tôi. Theo phản xạ, tôi nhắm mắt lại, nghĩ rằng cơn đau sắp tới, nhưng thay vào đó lại là một cái vuốt nhẹ nhàng. Ánh mắt cô chợt trở nên dịu dàng, ngón tay khẽ vuốt má tôi, như đắm chìm trong một cảm giác khác thường. Ngay khi tôi chưa kịp định thần, đôi môi đỏ rực của cô đã áp lên môi tôi. Hai tay tôi bị giữ chặt, không thể nhúc nhích. Cô cúi thấp, một tay siết chặt cổ tôi, khiến tôi thở không nổi, cơ thể giãy giụa vô thức. Liễu Như Yên nhếch môi, ánh mắt đầy khiêu khích, muốn thoát hả? Nếu không muốn tiếp tục chịu đòn thì ngoan ngoãn đi, còn nếu còn giãy giụa, đừng trách tôi không dừng tay. Nói xong, Liễu Như Yên lại cúi xuống, đôi môi kiên quyết không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Chiếc nhẫn mảnh trên tay cô lướt qua da tôi, vừa như trêu chọc vừa đầy áp đặt. Vùng vẫy một lúc rồi tôi cũng đành bất lực, ngửa mặt ra, để mặc cô ấy muốn làm gì thì làm. Buổi huấn luyện này kéo dài cả giờ, đến mức khi kết thúc, Liễu Như Yên cũng thở dốc, còn tôi chỉ nằm đó. Ánh mắt trống rỗng, lòng chẳng còn chút sức sống, nhưng điều đó dường như lại làm cô ta hài lòng. Cô vuốt má tôi, cười đầy mãn nguyện, nói xem, rốt cuộc tôi có điểm nào khiến cậu không thích. Nếu là người khác, họ đã vui vẻ mà thắp hương cảm tạ Đức Phật rồi. Tôi nằm im, mắt nhìn trần nhà, giọng nói bình tĩnh mà xa cách, nếu là vì trả ơn, thì 3 ngày 3 lần là đủ. Nhưng lý do tôi không thể thích cô là vì cô quá hung hăng và bạo lực. Nếu thật sự bên nhau, chẳng phải mỗi ngày sẽ là một cuộc tra tấn sao? Ai chịu nổi kiểu tình cảm như thế này chứ? Liễu Như Yên nhíu mày, nhéo mặt tôi như thể hơi thất vọng, vậy là không có thưởng nữa rồi nhé. Đừng nghĩ vì tôi đang mệt mà cậu có thể nói mấy lời linh tinh. Đây là bài học đầu tiên cho cậu, hiểu chưa? Tôi nói rồi, ngay cả khi cậu có chạy tới tận cùng trái đất, tôi cũng sẽ tìm ra. Đừng có mà nghi ngờ. Tôi trợn mắt, bực dọc nhưng biết phản kháng cũng vô ích. Lập tức, một cái tát chát chúa vang lên trong phòng. Liễu Như Yên nhìn tôi, rút tay lại, đầy cảnh cáo. Tôi chẳng còn gì để nói, chỉ nằm im trên giường, cắn chặt môi để giảm bớt cảm giác đau đớn. Sau một lúc, Liễu Như Yên đá nhẹ vào người tôi bằng đôi chân trắng hồng, rồi đứng dậy, thản nhiên bước ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Được rồi, tôi sẽ dẫn anh đi mua vài thứ cần dùng hàng ngày. Liễu Như Yên nói, giọng nhẹ nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng nhìn tôi. Chuyện hôm qua tôi tạm không truy cứu, nhưng tối nay anh phải về nhà với tôi, rõ chưa? Nói đến đây, ánh mắt của Liễu Như Yên càng sắc bén hơn, thoáng nét đe dọa. Còn nếu anh còn dám giở trò thuốc mê tôi lần nữa? Cô dừng lại, mỉm cười nhưng giọng vẫn lạnh lùng, tôi sẽ không ngần ngại mà chặt tay anh đâu. Nhìn vào đôi mắt quyết liệt ấy, tôi chẳng dám nghi ngờ chút nào về lời cô nói. Biết chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi đành ngồi dậy, đi ra khỏi giường theo cô. Sau khi rửa mặt qua loa, Liễu Như Yên kéo tay tôi ra khỏi khách sạn, lên chiếc máy bách đỏ, phóng thẳng về trung tâm thành phố. Vệ sĩ theo sau cả đoàn xe, còn anh chủ khách sạn thì vui vẻ tiễn chúng tôi. Cười tươi như thể đã lời to chỉ sau một buổi sáng. Hơn 100.000 tệ chỉ để giữ kín một câu chuyện, đúng là trúng số giữa đời thực. Trên xe, tôi ngồi im khi Liễu Như Yên thoải mái ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm cổ tôi. Mắt tôi cay cay, nhìn cô ấy hỏi, sao mà vẫn không hài lòng vậy? Liễu Như Yên liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt không chứa đựng đe dọa nhưng lại khiến tôi sợ đến nỗi không dám đáp. Thấy tôi im lặng, cô hừ lạnh một tiếng, cứ dựa vào tôi mà ngủ đi. Nhìn vẻ ngoài, cô trông y hệt một cô gái ngoan hiền. Ai mà ngờ được cô ấy lại có thể mạnh tay như thế chứ? Thú thật là nếu cô ấy không quá bạo lực, có lẽ tôi đã siêu lòng từ lâu rồi. Nhưng sự khủng bố đó vẫn ám ảnh, mỗi lần nhớ lại chẳng khác gì ác mộng. Trong khi chiếc Maybach của Liễu Như Yên bon bon trên đường, ít ai để ý một chiếc U-Linh Hong Quang đen đang âm thầm bám theo. Trên xe là một gã đàn ông gầy gò, anh ta rút điện thoại, lén lút gọi, tôi đã xác định được vị trí. Đại tiểu thư nhà họ Liễu chỉ có 3-4 vệ sĩ. Bên cạnh còn có một cậu trai trẻ, trông rất thân mật. Ông chủ nghĩ sao? Sau một hồi im lặng, giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia vang lên, không được manh động, đợi tôi tới. Đừng quên mục tiêu của mình. Gã đàn ông gầy nghe vậy thì cười thâm hiểm, nghĩ đến viễn cảnh, rủng rỉnh, sống sung sướng ở nước ngoài mà khoái chí. Ngày hôm sau, Liễu Như Yên lái chiếc Maybach đến thẳng ký túc xá Nam, nói muốn dẫn tôi đi mua sắm. Biết rõ mình không thể thoát, tôi đành gật đầu đồng ý. Chẳng bao lâu chúng tôi đã có mặt tại trung tâm thương mại, cô ấy thẳng tay kéo tôi vào một cửa hàng đồ hiệu nổi tiếng. Tôi chưa kịp nói gì thì cô đã quyết ngay, người của tôi không thể ăn mặc thế này. Tôi thấy xấu hổ thay anh rồi. Vừa bước vào, nhân viên bán hàng liền tiến tới, lịch sự cúi chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách? Liễu Như Yên quét một vòng rồi đáp, mang hết những mẫu nam mới nhất của cửa hàng ra đây, cỡ theo anh ấy. Khi nhân viên đi lấy đồ, Liễu Như Yên kéo tôi ngồi xuống ghế sofa, nhoẻn miệng cười, sao nào? Cảm giác được bao nuôi thế nào hả? Khóe môi tôi giật giật, nén một tiếng thở dài, đành trả lời vu vơ, cũng bình thường thôi, đúng là người phụ nữ này chăm lo cho tôi đặc biệt kỹ lưỡng, chắc anh ngoài mặt thì cứng cỏi thế thôi, chứ trong lòng chắc yếu đuối lắm đúng không? Liễu Như Yên khẽ nhếch môi, đôi mắt đầy thách thức. Người như tôi, vừa xinh đẹp vừa giàu có, mẫu phụ nữ thế này có mà đốt cả đống tiền cũng chẳng kiếm ra nổi đâu. Nghe cô ấy nói mà tôi cũng phải công nhận ít người, cá tính, được như vậy, nhưng vẫn không quên đáp lại, thật ra. Nếu cô bớt bạo lực chút, có khi cũng không đến nỗi. Cô ấy hừ lạnh, ánh mắt càng thêm sắc, là tại anh không chịu hợp tác. Đã khó khăn lắm mới tìm được một người vừa mắt, để anh chạy mất thì tôi biết giấu mặt vào đâu với giới thượng lưu ở Thượng Hải. Tò mò, tôi liếc nhìn cô ấy, hỏi vu vơ, thế chẳng lẽ cô chưa từng có bạn trai à? Liễu Như Yên cười khẽ, ánh mắt danh mãnh, anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng, thế nên tốt nhất là đừng khiến tôi thất vọng. Bằng không, anh sẽ biết thế nào là điên cuồng thực sự. Tôi bật cười, bĩu môi, lúc nào thì tôi thành bạn trai cô vậy? Từ đầu đến giờ chỉ toàn bị cô ép buộc thôi. Vừa dứt lời, gương mặt cô ấy lập tức chuyển sắc, bầu không khí trở nên lạnh tanh. Thấy có gì đó không ổn, tôi vội xua tay cười xòa, em yêu à, anh đùa chút thôi, đừng để bụng.
Liễu Như Yên nghiêm giọng, ánh mắt như băng, đùa kiểu đó tốt nhất bớt lại đi, nếu không tôi sẽ không nể mà dạy cho anh một bài học đấy. Tôi đơ người, chỉ biết gật đầu lia lịa, quyết định im lặng cho lành. Bầu không khí tạm yên trở lại, và đúng lúc đó, cô nhân viên bán hàng kính cận bước tới. Trên tay là loạt quần áo nam nhìn rất sang trọng. Cô Liễu, đây là các mẫu hè mới nhất năm nay. Cô cứ thoải mái chọn nhé. Liễu Như Yên đứng dậy từ ghế sofa, nhìn qua một loạt trang phục và cuối cùng lấy ra chiếc thẻ đen, thản nhiên nói, tất cả, gói lại hết cho tôi. Sau đó, cô dẫn tôi tiếp tục càn quét vài cửa hàng sang trọng khác, và thế là cả buổi chiều trôi qua trong vòng xoay shopping không hồi kết. Đến tối, cô ấy lại đặt sẵn bàn ở một nhà hàng Pháp đắt đỏ, bảo rằng để thưởng thức bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Thế nhưng đồ ăn ở đó tinh tế đến mức khiến dạ dày tôi nhớ về cơm trứng tối qua hơn. Lúc rời khỏi trung tâm thương mại, bầu trời đã tối hẳn, mặt trăng sáng treo lơ lửng trong màn đêm u tịch. Tôi thầm nhận ra một ngày trôi qua thật nhanh, cảm giác như có ai đó vô hình bấm nút tôi nhanh khi tôi ở cạnh Liễu Như Yên. Bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn lên bầu trời, cô ấy nhướng mày trêu chọc. Sao rồi, ở cạnh tôi có vui hơn không? Tôi bật cười, kéo ánh mắt về, thong thả bước tới xe, mở cửa đáp lại. Ừ, ở bên cô, đảm bảo dày vò trong lòng tôi đủ đầy rồi. Cô ấy chỉ hừ nhẹ rồi ngồi vào xe. Chiếc Maybach đỏ từ từ lăn bánh dưới ánh trăng, những vệ sĩ theo sát phía sau như một đoàn hộ tống. Trong xe, cô như người áp mặt vào tôi, nghe nhịp thở đều đều rồi bật cười khẽ. Chưa về nhà mà đã ủ rồi, đúng là heo lười. Nhẹ nhàng, cô đặt đầu tôi lên đùi mình, vuốt tóc tôi như tận hưởng một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Xe đi thêm khoảng 10 phút thì tiến vào khu dân cư sang trọng, cảnh vật xung quanh thưa thớt và yên tĩnh. Đột nhiên, tài xế hơi nhíu mày rồi nhấn phanh gấp, khiến cả hai chúng tôi lao về phía trước. Giọng tài xế căng thẳng vang lên, "Thưa tiểu thư, có chuyện rồi." Ngay lập tức, vệ sĩ phía sau cũng nhận ra điều bất thường, họ nhanh chóng xuống xe, bao quanh chiếc Maybach trong tư thế phòng bị. Phía trước, ba chiếc xe tải từ đâu lao tới, chắn ngang đường. Từ trên xe, hơn chục người đàn ông đeo khẩu trang, tay lăm lăm đủ loại vũ khí bước xuống, khí thế rõ ràng là không hề có thiện ý. Một gã đàn ông giọng the thé cất tiếng gọi lớn, "Tiểu thư Liễu, đừng trốn nữa, ra đây vui vẻ với bọn anh chút nào." Tiếng phanh xe gấp đã khiến tôi bật dậy từ giấc ngủ ngắn, nhưng chưa kịp định thần thì Liễu Như Yên đã nắm lấy mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt với một ánh nghiêm nghị chưa từng thấy, "Lát nữa tôi sẽ mở đường cho anh chạy. Cứ chạy thẳng, không được ngoảnh lại, nghe chưa?" Nhìn quanh, tôi nhận ra ngay tình thế căng thẳng này chỉ có trong phim, nhưng giờ nó đang xảy ra ngay trước mặt. Đám người kia không hề che giấu mục tiêu nhắm thẳng vào Liễu Như Yên. Dặn dò xong, Như Yên mở cửa xe bước xuống, gương mặt lạnh tanh như đá, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đám người xung quanh. Đây rõ ràng không phải lần đầu cô ấy gặp phải cảnh này. Phong thái bình tĩnh ấy cứ như là quá quen thuộc rồi. Nhìn kẻ cầm đầu có vết sẹo rỗ trên mặt, cô nhếch môi, hỏi gọn lỏn, "Bao nhiêu?" Tên kia phá lên cười, không hổ danh tiểu thư nhà họ Liễu, đến lúc này vẫn bình tĩnh. "Bọn tôi chỉ cần cô theo tụi này một chuyến thôi, yên tâm đi, tiền đến tay thì người về nguyên vẹn." Như Yên không đáp, lạnh lùng lấy chiếc ba tông điện từ tay vệ sĩ bên cạnh. Ánh mắt cô sắc lạnh như lưỡi dao, xem ra thương lượng không nằm trong lựa chọn của các người, cô nói gọn, giọng cứng rắn. Ngay lập tức, gã đàn ông sẹo rỗ ra hiệu và đám đàn em ào lên như một cơn lốc, lao về phía Như Yên và đám vệ sĩ của cô ấy. Lần đầu tiên tôi chứng kiến một cảnh tượng bạo loạn đến vậy, cảm giác run sợ ập đến, tôi nấp kỹ sau cửa kính xe, nhìn lén ra bên ngoài. Vệ sĩ của Như Yên dùng ba tông điện đánh thẳng vào cổ một tên, nhưng ngay sau đó lại bị đánh trả bằng gậy sắt, máu bắt đầu thấm qua áo anh ấy, nhưng vẫn kiên cường không chùn bước, tiếp tục cầm ba tông tiến tới. Cảnh tượng này khiến tôi sợ cứng cả người, tôi không biết phải làm gì, chỉ có thể nín thở, chờ đợi một tín hiệu từ Như Yên. Bên ngoài, cô ấy đang chống chọi với hai gã bắt cóc cùng lúc, tạm thời vẫn giữ thế chủ động. Nhưng những vệ sĩ còn lại phải đương đầu với bọn chúng trong áp lực không ngừng. Đám bắt cóc liên tục dồn lực tấn công như muốn đè bẹp lớp bảo vệ. Thế trận như thế này sẽ không thể duy trì lâu, bỗng, tên sẹo rỗ cất tiếng gầm lên, đôi mắt hắn sáng lên rực lửa, quay lại quát đám đàn em. "Đứng đấy làm gì, giải quyết mau lên, không cảnh sát tới là tất cả toi mạng đấy." Tiếng quát của hắn vang lên giữa đêm u tối, báo hiệu cho một trận đấu còn căng thẳng hơn đang sắp nổ ra. Ngay lập tức, những tên bắt cóc lao vào tấn công Như Yên. Trong lúc đang chiến đấu với bọn chúng, cô ấy quay lại hô to về phía tôi, "Chạy đi. Đây là thời điểm vàng đấy." Nghe vậy, tôi không chần chừ, lập tức mở cửa xe lao ra ngoài, tay nắm chặt điện thoại gọi cảnh sát. Nhưng vừa mới thoát ra, một gã trong bọn đã rút ra một vũ khí lạ, khiến cuộc chiến trở nên hỗn loạn ngay lập tức. Tình hình nhanh chóng trở nên tồi tệ, các vệ sĩ không thể trụ nổi, nhất là gã bị tấn công bất ngờ. Như Yên hạ được một tên côn đồ, nhưng ngay lập tức lại bị tóm gọn. Thấy vậy, mặt Như Yên tối sầm lại, cô hiểu rằng hôm nay thật sự khó khăn, nhưng khi nghĩ đến việc tôi đã kịp chạy thoát, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất thì thằng ngốc đó vẫn an toàn. Cùng lúc đó, tôi chạy như điên trên một con phố vắng ở thành phố, mắt liếc xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, đầu óc không ngừng suy nghĩ. Tôi biết mình không phải là đối thủ của bọn bắt cóc, nhưng chạy mãi không phải là cách hay. Những suy nghĩ bi quan bắt đầu ập đến, tôi cắn chặt môi, tự nhủ, "Trần Chiết, mày đúng là vô dụng, bỏ chạy để lại một cô gái. Dù cô ấy không phải bạn gái của mày nhưng ít nhất cũng có chút tình cảm chứ." Trong bóng đêm, tôi nghiến răng, quyết tâm quay lại, ánh mắt trở nên điên cuồng. Chạy trên con phố vắng, bỗng dưng tôi cười lớn, chắc chắn tôi sẽ bị cô gái điên đó mắng cho te tua nếu biết tôi lại có ý định trở về. Ở phía bên kia, tình hình của Như Yên cũng không khả quan hơn. Dưới ánh đèn mờ, chỉ còn lại một vệ sĩ duy nhất, nhưng cô ấy đã tới giới hạn, người đầy vết thương nhưng vẫn cứng cỏi chống đỡ. Đối diện là ba tên côn đồ, trong đó có gã đàn ông sẹo rỗ. Họ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công cuối cùng. "Cô chủ, tôi không ngăn cản được chúng nữa đâu, mau chạy đi."
nhưng Như Yên lắc đầu, cô quyết không bỏ chạy. Nếu cô rời đi, người bảo vệ bị thương chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, và đó là điều cô không muốn thấy. Tên sẹo bỗng nhiên vung tay đấm về phía Như Yên mà không chút thương xót. Hắn chỉ muốn kiếm tiền rồi tẩu thoát, nhưng Như Yên không phải dạng vừa, cô khéo léo tránh cú đấm đó và phản công bằng một cú đá mạnh vào điểm yếu của hắn. Muốn tôi tuyệt tôn à? Tên sẹo nhanh chóng nắm chân cô và mạnh tay đẩy cô ngã xuống đất. Một tiếng bịch vang lên, Như Yên nặng nề ngã xuống. Hắn tìm một vũ khí trên mặt đất, định lao vào cô. Nằm trên đất, Như Yên thấy khóe miệng mình chảy máu, cơ thể đã kiệt sức. Trong mắt cô thoáng hiện chút sợ hãi, cô chờ đợi cơn đau ập đến. Nhưng không có tiếng động nào vang lên, cơn đau vẫn chưa tới. Như Yên mở mắt, thấy một bóng dáng quen thuộc chắn trước mặt mình, dùng thân hình gầy gò của tôi để đỡ cho cô. Nước mắt Như Yên trào ra, tay cô run rẩy chạm vào mặt tôi. Anh, sao anh lại quay lại? Cô không thể tin nổi vào khoảnh khắc sinh tử này, tôi lại quay về. Nhưng tình hình vẫn rất tồi tệ, bụng tôi đã bị thương, tôi yếu ớt ngồi xuống, ánh mắt hướng lên bầu trời đen kịt. Tôi chỉ có thể cười, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bất chấp tất cả vì người khác. Tôi quay đầu nhìn Như Yên, nhẹ nhàng hỏi, rất may, có phải tôi sắp chết không? Nói xong, mắt tôi tối lại, rồi tôi ngất đi. Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng bệnh. Tôi mở mắt trong trạng thái mơ mộng, ngước lên trần nhà trắng tinh và thầm nghĩ, chả nhẽ trên thiên đường cũng có điều hòa không khí. Nhưng ngay sau đó, cơn đau ở bụng khiến tôi nhói lên, nhận ra mình đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Quay nhìn xung quanh, tôi thấy Liễu Như Yên đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh giường. Nhìn cô ấy, tôi không nhịn được trêu, ngủ trên ghế không sợ bị cảm à? Liễu Như Yên giật mình mở mắt, ánh mắt vui tươi nhìn tôi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Tôi gật đầu, lòng cảm xúc dâng trào hỏi, tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi? Cả ngày trời, cô ấy dựa vào giường, ánh mắt rực sáng như những vì sao, tại sao anh lại quay về? Tôi thở dài, nhẹ nhàng đáp, chắc tôi bị điên rồi. Đầu óc không còn tỉnh táo nữa, còn về bọn tội phạm thì sao? Liễu Như Yên cười nhẹ, may mắn là vệ sĩ ở biệt thự phát hiện xe của họ đậu ngoài ngoại ô, khi anh ngất, họ đã kịp thời tới, cảnh sát cũng đến ngay sau đó. Tên đàn ông có vết sẹo và đồng bọn đều đã bị bắt hết. Mắt tôi sáng rực, phấn khởi nói, như vậy là tôi đã góp công lớn trong vụ bắt bọn chúng. Có thưởng gì không nhỉ? Liễu Như Yên cười khổ, gật đầu, nghe nói phần thưởng lên tới 100.000 tệ. 100.000 tệ á? Tôi cực kỳ hào hứng, số tiền này có thể giúp tôi tiết kiệm cả một đời đấy. Liễu Như Yên cau mày, véo nhẹ tay tôi, là bạn trai của tôi, anh còn thiếu tiền sao? Thứ anh muốn, tôi sẽ mua cho anh. Chỉ cần anh đồng ý cưới tôi, một nửa tài sản của tôi là của anh. Tôi quay đầu nhìn cô ấy, trong đầu vẫn nghĩ mãi về 100.000 tệ. Chỉ có kẻ ngốc mới dại dột kết thúc thế này, mới quen có 3 ngày, em đã đánh tôi 3 lần. Nếu cưới thật, chắc tôi sẽ phải sống ở bệnh viện luôn mất. Khi thấy tôi hỏi, ánh mắt Liễu Như Yên ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Cô bật dậy, kéo chăn của tôi ra, nhanh chóng lột giày rồi chui vào chăn, ôm chặt lấy tôi với vẻ mặt không hề hiền khô, "Này, nghe cho rõ. Sống là của tôi, chết cũng là linh hồn của tôi. Đừng có mà mơ tưởng đến 100.000 tệ đó, tất cả sẽ bị tôi tịch thu." Nói xong, cô bất ngờ cúi xuống hôn tôi, còn tôi thì cố gắng mở miệng phản đối. "Này, đừng hòng, đó là tiền của tôi mà." Sau hai lần tấn công không thành, Liễu Như Yên liền dùng tay bóp cổ tôi, giọng điệu tỏ ra không hài lòng, "Nếu không muốn vào phòng chăm sóc đặc biệt thì phải phối hợp với tôi, nghe chưa?" Tôi đỏ mặt, bất đắc dĩ gật đầu. Khi Liễu Như Yên chuẩn bị hôn tôi lần nữa, tôi né ngay lập tức, mím môi cười và nói, "Tôi nghĩ chúng ta nên giữ một khoảng cách an toàn." Nhìn tôi như một kẻ nghèo khó, có gì mà thích chứ? Trong phòng bệnh vang lên tiếng la hét thảm thiết của tôi và tiếng cào nhào không vui của Liễu Như Yên, "Giờ thì tôi bóp cổ anh đấy." Sau một hồi giằng co, cuối cùng Liễu Như Yên đã khống chế tôi, mặt cô tươi tắn, liếm nhẹ môi với ánh mắt đầy mãn nguyện, "Đồ đàn ông xấu xa, đừng có chống lại tôi. Đêm qua anh không về thì thôi, giờ đã về rồi thì cả đời này đừng mong thoát khỏi tay tôi." Tôi ôm chặt lấy vòng eo của Liễu Như Yên, cảm giác thật ấm áp. Bỗng nhiên, cô ấy thả tay vào chăn, nắm lấy tôi, khiến tôi đứng ngồi không yên. Một dòng nước mắt trực trào, khi vô tình nhìn thấy sự quyến rũ của cô ấy, tôi nuốt khan. Như Yên nằm bên cạnh, như thể cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt cô ấy bỗng nóng rực. Cô cúi xuống, hôn nhẹ vào môi tôi, và di chuyển cơ thể lại gần hơn. Cảm giác thân mật đó khiến tôi như tan chảy, một cái chạm nhẹ đến mức khó có thể tin nổi. Thực sự, ai mà chịu nổi cái khoảnh khắc đầy bối rối này vào buổi sáng. Tôi cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn nhịp và vô tình quay đi hướng khác. Kết quả là Liễu Như Yên buộc phải quay đầu tôi lại, cài nút áo và nhìn thẳng vào mắt tôi. Với vẻ mặt khiêu khích, cô ấy như thể đang thách thức, "Sao bạn không gọi tôi là vợ? Để tôi có thể giúp bạn một tay." Ánh mắt ấy khiến tôi chợt thấy yếu đuối, chỉ biết cắn răng lắc đầu. "Không cần đâu, thật sự không cần." Nhưng Liễu Như Yên lại cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh như đang trêu chọc. Cô áp đôi môi đỏ mọng vào tai tôi, nhẹ nhàng thì thầm, thổi vào tai tôi một lần nữa, "Có muốn hét lên không?" Cô nắm tay tôi, đặt lên chân cô ấy, khiến tôi đứng ngồi không yên. Dù có hét to đến đâu thì Liễu Như Yên cũng không dễ dàng buông tha. Cảm giác ấy như một cơn lốc cuốn đi tất cả lý trí của tôi. "Thật là một người vợ tốt," tôi nghĩ thầm, rồi cô ấy cười duyên dáng nắm tay tôi bước vào khu vực bí mật. Cô từ từ cởi váy, để lộ làn da trắng ngần như tuyết. Đúng là vừa rồi đã có một trận chiến lớn, tôi ôm chặt cô ấy, nước còn nhỏ giọt từ người. Nhìn Liễu Như Yên nghiêng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt cô ấy ẩn chứa một niềm tự hào rất riêng. Cô ấy biết rõ sau tất cả những chuyện này, tôi không thể nào thoát khỏi cô ta được. Tại sân chơi của Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải, giữa tiếng hò reo của các cô gái, một cuộc đấu bóng rổ đang diễn ra sôi nổi. Cô không ngại ngần đối mặt với năm chàng trai chặn đường, lùi lại vài bước rồi lao lên, ném bóng vào rổ một cách xuất sắc.
tiếng cổ vũ vang lên, các cô gái đều phấn khích hò hét. Trong khi cô ấy chỉ nhẹ nhàng thở ra, cười tinh quái với bọn họ như thể đã giành chiến thắng. Với mức cược này, cô ấy sẽ tiếp quản bộ phận bóng rổ. Sau đó, cô không quên dặn rằng nếu tôi có việc gì khác thì có thể rời đi trước. Nói xong, cô xách cặp đi về phía cổng trường, vừa đi vừa xem tin nhắn chưa đọc trên điện thoại. Nụ cười trên môi cô đầy ẩn ý, như thể đang châm chọc chen chơ về việc thú vị này. Vị hôn thê bị bắt cóc, không biết điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến vị hôn phu của tôi. Sáng hôm sau, tôi chạy ra ngoài một mình, viện cớ đi bệnh viện thay băng. Liễu Như Yên không đi theo, giờ thì tôi thoải mái ở nhà với mặt nạ trên mặt. Tại phòng triển lãm sáng tạo, Sở Vân Hy đứng đó, ăn mặc chỉnh chu và thu hút ánh nhìn của mọi người. Tôi đến muộn 10 phút, chạy như bay tới chỗ cô ấy. Ngượng ngùng xin lỗi đã để bạn chờ lâu. Lý Lương đâu nhỉ, không phải cậu bảo cậu ấy cũng sẽ tới sao? Tôi nhìn quanh, có chút bối rối khi Sở Vân Hy nhận được tin nhắn, bảo rằng Lý Lương cũng sẽ có mặt. Tự dưng tôi thấy hơi lo, không muốn chỉ có hai người chúng tôi, bởi nếu Liễu Như Yên phát hiện thì sao? Tôi không muốn quay về quỳ xuống xin lỗi trên tấm ván giặt. Sở Vân Hy đứng đó với túi da nhỏ sau lưng, vừa nhận cuộc gọi mà khuôn mặt bừng sáng. Nếu bạn có việc gấp thì cứ đi trước nhé. Thế là tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Cô ấy gật đầu, và chúng tôi cùng nhau bước vào phòng triển lãm. Bên trong là cả một thế giới nghệ thuật rực rỡ với đủ loại tranh. Tôi không nhịn được hỏi Sở Vân Hy, mình nhớ vé vào đây đắt lắm phải không? Làm sao bạn có được nó vậy? Cô ấy trả lời với giọng nghịch ngợm, à, lúc đó mình và đám bạn đang vui chơi bên ngoài, thì đột nhiên có người trúng giải thưởng trong một hoạt động. Thế là, mình mới có vé, nhưng thực ra, Sở Vân Hy đã phải chi ra cả tháng trời tiết kiệm mới có được cái vé này. Không muốn hỏi thêm về nguồn gốc tấm vé, chúng tôi bắt đầu cùng nhau thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật. Khi lên đến tầng 2, bất chợt tôi cảm thấy lo lo. Bạn cứ đi mua sắm trước đi, mình đi vệ sinh xíu rồi sẽ tìm bạn sau nhé. Sở Vân Hy gật đầu, tuy tôi không mấy hứng thú với cuộc trò chuyện hiện tại. Nhưng không khí yên tĩnh xung quanh khiến tôi cảm thấy thư giãn hơn. Đột nhiên, cô ấy chú ý đến bức tranh hoa hướng dương với viền vàng nhạt. Cảm giác của nó khiến cô hơi bối rối. Cô tiến lại gần bức tranh, và bất ngờ thấy một bà lão gầy gò đứng bên cạnh. Tóc bà đã bạc trắng theo thời gian, nhưng ánh mắt bà vẫn sáng và ấm áp. Bà lão mỉm cười nhìn Sở Vân Hy, rồi nói, bức tranh này thật đẹp, phải không? Ừ, nhưng không hiểu sao nó lại mang đến cho tôi cảm giác lạ lẫm, Sở Vân Hy đáp lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào tác phẩm. Bà lão nhìn chằm chằm vào bức tranh, dường như mỗi nét vẽ đều kể lại một câu chuyện, đúng vậy, đây là bức tranh tôi vẽ. Dù đã qua nhiều năm, nhưng năm nào tôi cũng đến xem một lần. Sở Vân Hy ngạc nhiên, thật sao, mỗi năm đều đến xem à? Tại sao lại như vậy? Bà lão tĩnh lặng, ánh mắt đầy hoài niệm. Bức tranh này với tôi có một ý nghĩa rất đặc biệt, bà nhẹ nhàng nói, nó đại diện cho một điều gì đó rất quan trọng, một nỗi tiếc nuối. Bà lão quay sang nhìn Sở Vân Hy, khẽ hỏi, cậu bé lúc nãy chắc không phải là bạn trai của cháu, phải không? Sở Vân Hy ngạc nhiên, bà biết sao? Nhưng rồi cô gật đầu, trong lòng dâng lên chút chán chường. Có lẽ ai cũng nghĩ cô và Trần Chiết là một cặp, nhưng thực tế, chỉ có mình cô hiểu rõ mối quan hệ ấy. Ha ha, có lẽ đó là trực giác của phụ nữ, bà lão cười nhẹ. Rồi ánh mắt bà lại quay về bức tranh hoa hướng dương, với một ý nghĩa sâu xa, ngôn ngữ của hoa hướng dương là, trong mắt tôi chỉ có bạn. Bà lão nhớ lại, ánh mắt chàng trai trong bức tranh giống hệt như chàng trai bà đã yêu cách đây 50 năm. Thời trẻ, tôi cũng yêu một người, nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ. Rồi một ngày, anh ấy hy sinh nơi chiến trường. Nói đến đây, nét buồn hiện rõ trên gương mặt bà. Dù ánh mắt vẫn dán vào bức tranh hoa, nhưng tâm hồn bà như lạc trôi nơi khác. Sau khi anh ấy ra đi, tôi sống trong nỗi đau từng ngày. Rồi tôi nhận ra một điều, chỉ nhìn mà không hành động thì cuối cùng sẽ chỉ có hối tiếc. Con người thường nhận ra điều quan trọng nhất chỉ khi đã mất đi. Thời gian không thể quay trở lại, và những người đã khuất cũng vậy, họ chỉ còn lại trong những ký ức mờ mịt. Sở Vân Hy cảm nhận rõ điều đó. Cô nhìn bức tranh hoa hướng dương, lòng thầm mong muốn thể hiện tình cảm của mình. Ánh mắt cô chợt rực sáng, như vừa chạm đến một điều gì đó thật sâu sắc. Ngay sau đó, tôi thẳng tiến về phía nhà vệ sinh, không quên gửi một lời cảm ơn tới bà lão đã giúp đỡ mình rất nhiều. Một chút thời gian sau, khi vừa rửa tay xong và bước ra, tôi bất ngờ thấy Sở Vân Hy đang đi nhanh tới. Cô dừng lại ngay trước mặt tôi, như thể có điều gì quan trọng muốn nói. Nhưng chưa kịp nghe cô mở lời, tôi đã bị giọng nói của cô cắt ngang. Đừng nói gì cả, ánh mắt Sở Vân Hy tràn đầy quyết tâm, và cô mở miệng, Trần Chiết. Trên thực tế, tôi đã thích bạn từ lâu rồi, liệu bạn có muốn hẹn hò với tôi không? Tôi biết giữa bạn và Liễu Như Yên có mối quan hệ khá thân thiết, nhưng tôi đã có cảm tình với bạn từ hồi trung học. Tôi hiểu sở thích và cách suy nghĩ của bạn còn hơn cả cô ta. Tình cảm tôi dành cho bạn cũng không kém gì cô ta đâu. Thậm chí, tôi còn coi trọng bạn hơn cả cô ta. Nói xong, gương mặt Sở Vân Hy bất chợt đỏ lên. Nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định, đây là lần đầu tiên tôi thấy Sở Vân Hy có vẻ dễ thương đến như vậy. Ban đầu, tôi khá bất ngờ, nhưng rồi tôi cũng lấy lại bình tĩnh. Với nét mặt cũng đỏ lên, tôi thẳng thắn, nói thật nhé, trước đây tôi cũng đã tưởng tượng đến chuyện này. Tôi có tình cảm với bạn, và đúng là bạn hiểu tôi hơn cô ấy nhiều. Nhưng, xin lỗi, nghe thấy hai chữ xin lỗi, đôi mắt Sở Vân Hy bỗng sáng lên rồi lại ướt nhòe. Tôi không thể không tự hỏi, có phải vì Liễu Như Yên không? Tôi gật đầu, hiểu rằng nói ra hết chính là giải thoát cho cả hai. Ngay lập tức, sự chú ý của mọi người xung quanh đổ dồn về phía chúng tôi. Nhìn bọn họ, chắc hẳn ai cũng nghĩ tôi đang bắt cóc một cô gái nhỏ. Thấy vậy, tôi kéo tay Chu Vân Hy xuống lầu, trên đường đi, nước mắt anh không ngừng rơi. Ra khỏi triển lãm, tôi nhìn thấy một chiếc xe Maybach đỏ đỗ bên lề đường. Cửa sổ sau mở ra, lộ ra gương mặt xinh đẹp của Liễu Như Yên, có vẻ như trời nắng quá, cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ tinh tế.
Tôi vô thức muốn dẫn Chu Vân Hy lại gần để giải thích, nhưng vừa tới đã nghe thấy giọng Liễu Như Yên lạnh lùng, tôi biết bạn muốn nói gì. Lên xe rồi tính sau, tôi liếc nhìn Chu Vân Hy một chút, do dự rồi thả tay anh ra. Một lát nữa tôi sẽ gọi Lý Lượng đến đón bạn, đừng khóc nữa, hôm nay bạn trang điểm đẹp lắm đấy. Nếu cứ khóc mãi thì sẽ thành mèo hoa đấy. Nói xong, tôi đi sang bên chiếc máy bách đỏ, cái nhìn lạnh lùng của Liễu Như Yên khiến tôi có chút chột dạ. Khi chiếc xe nổ máy, bỗng nhiên Chu Vân Hy lớn tiếng, đừng tưởng bạn đã thắng. Tôi hy vọng bạn biết trân trọng Trần Chiết, đừng để tôi thấy bạn cướp cơ hội của cô ấy, nếu không thì đừng trách tôi không nương tay. Ngồi trong xe, Liễu Như Yên chỉ cười lạnh, nếu bạn có bản lĩnh, thì hãy thử cướp cô ta về từ tay tôi xem. Xe khởi động nhanh chóng, chỉ còn lại Chu Vân Hy đứng đó, nhìn chiếc xe rời đi. Anh ngồi bệt xuống, thì thào, đây chính là cảm giác của việc thất tình sao? Lúc này, không khí xung quanh trở nên nặng nề và ngột ngạt. Tôi nhìn về phía Liễu Như Yên, người đang ngồi cạnh với vẻ mặt lạnh lùng. Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười và hỏi, sao em lại đến đây? Ban đầu, Lý Lượng cũng đã có mặt, nhưng vì công việc đột xuất nên cô ấy đã phải ra về sớm. Thật đấy, em không lừa anh đâu, Liễu Như Yên đáp, giọng điệu vừa bình tĩnh vừa chứa đầy sự giận dữ. Anh nghĩ những gì anh nói tôi sẽ tin sao? Anh bảo tôi phải tin vào điều gì? Tôi hỏi lại. Anh cứ thay người rồi chạy đến phòng triển lãm cùng một cô gái khác để tận hưởng thế giới riêng của hai người sao? Câu hỏi của cô khiến tôi cứng họng, không biết phản biện ra sao. Thái độ của tôi càng làm cho Liễu Như Yên thêm giận dữ. Cô ấy lạnh lùng nói, tôi đã chọn anh rồi, lần này tôi sẽ không dễ dàng tha thứ đâu, nếu không chọn anh một bài học sâu sắc, tôi sẽ không bỏ qua. Nghe đến đây, tôi cảm nhận được sự nghiêm trọng trong tình huống. Nửa giờ sau, trong phòng ngủ trên tầng 2 của biệt thự, Liễu Như Yên lạnh lùng kéo cửa ra. Căn phòng ngay lập tức trở nên im lặng, cô khóa chặt cửa phòng lại rồi ném chìa khóa vào nhà vệ sinh. Rồi cô quay lại và nhìn thấy tôi đang rúc vào góc phòng. Nhìn Liễu Như Yên từng bước tiến lại gần, tôi sợ hãi lùi về góc tường, cảm thấy như bị dồn vào chân tường. Tôi run rẩy mở miệng, không phải anh và Chu Vân Hy có mối quan hệ như em nghĩ đâu. Đó chỉ là một sự hiểu biết thôi. Hiểu kiểu gì? Liễu Như Yên đi chân trần, bước tới với nhịp điệu sắc lạnh. Cô ấy cười lạnh lùng, tôi biết rõ hai người không có gì đâu. Nhưng anh thì lại bí mật đi chơi với những người phụ nữ khác. Và giờ anh lại còn dám suy diễn về cô ta. Nói xong, cô nắm chặt cổ tôi, gương mặt cô đầy giận dữ, trước đây tôi đã quá nhân từ với anh rồi. Vậy mà anh lại dám sảng đi mấy lần rồi tức giận với tôi. Anh thật sự không nghe lời. Nói đến đây, tôi cảm thấy một cú đấm giáng vào mắt mình. Tôi phát ra tiếng kêu thảm thiết, ôm mặt lại, cố gắng kiềm chế cơn đau từ mắt phải, cú đấm này khiến lòng tôi thêm chua chát. Sau vài ngày khó khăn, cảm giác tốt đẹp với Liễu Như Yên giờ đã biến đổi trong chốc lát. Người phụ nữ này thực sự là một kẻ điên, nếu tiếp tục như vậy, sớm thôi, chuyện gì cũng có thể khiến cô ấy nổi điên. Ngẩng đầu nhìn, tôi thấy ánh mắt đỏ hoe của Liễu Như Yên. Ánh mắt đầy bất cam và giận dữ, cô ấy cũng nhận ra điều đó. Nhưng ngay lập tức, cô buông tay đang nắm cổ tôi ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi, khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười đầy bí hiểm, sao nhìn anh có vẻ không phục vậy? Thế giới này chính là như vậy, anh quá yếu đuối, ai có thể đánh bại tôi chứ? Có vậy thôi, anh phải nhẹ nhàng một chút. Nhưng trống rỗng thì có ích gì, đời này anh cũng không thể là đối thủ của tôi, và anh sẽ mãi mãi không thoát khỏi tay tôi. Nói xong, cô ấy bước xuống, đôi môi quyến rũ của Liễu Như Yên chạm lên môi tôi. Khởi đầu một màn, tấn công, táo bạo không ngừng nghỉ. Một tiếng, xé, vang lên, trong ánh mắt đầy bất mãn của tôi, chiếc áo trên người bị Liễu Như Yên xé vụn ra, cô ấy thả những mảnh vải xuống đất như thể không có gì quan trọng. Sau đó, Liễu Như Yên ngồi chồm hổm lên người tôi. Nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận của tôi, cô ấy cười khúc khích, nếu anh thích nhìn tôi đến thế, thì tôi sẽ để anh ngắm cho đã mắt. Trong lúc nói, Liễu Như Yên từ từ lột bỏ chiếc váy ngủ tinh tế trên người. Hình thể hoàn mỹ của cô ấy hiện ra trước mắt tôi. Người phụ nữ điên rồ này, dù tôi có làm gì đi chăng nữa cũng không có ích. Tôi mãi mãi sẽ không thể chấp nhận điều này. Tôi đã thốt ra những lời độc ác nhất trong cuộc đời mình, cô sẽ không có cái chết yên bình. Cô ấy chớp mắt một cái, rồi sau vài giây im lặng, đứng dậy khỏi người tôi. Rồi cô ấy bình thản nhìn tôi, như thể không có chuyện gì xảy ra, lạnh lùng thốt ra một từ, biến. Ngay lập tức, cô ấy khuất bóng khỏi tầm mắt tôi. Xa dần, mong sao đừng để tôi tìm thấy cô ấy nữa. Cô ấy đứng trên đất, chẳng mấy bận tâm đến tôi. Nhưng tôi không thể ngồi yên, nhanh chóng đứng dậy, sửa sang lại bản thân và lao ra khỏi biệt thự với tốc độ như bay. Sợ rằng cô ấy thay đổi ý kiến, giữa lúc đó, Liễu Như Yên đứng trước cửa sổ, lạnh lùng nhìn tôi chạy trốn, một giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt cô, không biết từ lúc nào cô đã trở nên như thế này. Trong ánh mắt cô ấy, có sự quyết liệt nổi lên từ tận sâu thẳm, không nhằm vào ai khác, mà chính là đấu tranh với bản thân mình. Cô ấy kiên cường như chính con người mình, khi rời khỏi ánh sáng, gương mặt Liễu Như Yên trở lại vẻ lạnh lùng như trước. Giống như không quan tâm đến bất cứ điều gì, như một nữ thần ngồi trên cao, chẳng màng đến thế gian bên dưới. Cô đơn bước đi trên con đường đã được định sẵn. 10 phút sau, tôi đứng trước cổng khu biệt thự, hạnh phúc không ngừng trào dâng. Cuối cùng, tôi đã thoát khỏi người phụ nữ này. Một chiếc Porsche màu đen lao đến với tốc độ chóng mặt, phanh gấp bên cạnh tôi, cửa sổ xe hạ thấp và một khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Lưu Đông Hồng dựa vào ghế, ngậm thuốc lá, ánh mắt tự tin nhìn tôi khi tôi vừa bước vào xe. Tôi muốn nói chuyện với bạn, có chút mạo hiểm, nếu bạn từ chối, tôi sẽ cho bạn bay khỏi trường đại học Mado. Nghe lời đe dọa này, niềm vui của tôi ngay lập tức tan biến. Tất cả những người giàu đều thích gây áp lực thế này à? Lưu Đông Hồng thả điếu thuốc, hạ giọng nói, thật ra, tôi chỉ muốn trò chuyện, không có ý xấu đâu, mặc kệ, tôi mở cửa xe, ngồi vào bên trong. Nghĩ đến việc mình sẽ phải thừa kế gia sản tổ tiên, mà chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy ám ảnh rồi.
Tại một quán cà phê ở Mado, tôi và Lưu Đông Hồng ngồi cạnh cửa sổ. Anh ta nhìn tôi, giọng điệu điềm tĩnh, hôm nay tôi tới tìm bạn để bàn về một số chuyện. Vợ tôi đã gặp tai nạn khi sinh Tiểu Yến, giờ không thể sinh thêm con. Nếu cô ấy là con gái duy nhất của tôi, thì cũng là người kế thừa duy nhất của Tâm Mục Group. Tiểu Yến trước đây rất vui vẻ, nhưng giờ chúng tôi buộc phải để cô ấy tập trung vào tập đoàn sớm hơn, hạn chế thời gian giải trí để hy vọng cô ấy phát triển nhanh chóng. Nghe những lời này, tôi bắt đầu cảm thấy tò mò về việc tại sao Lưu Như Yến lại trở thành như bây giờ. Nhận ra sự tò mò trong mắt tôi, Lưu Đông Hồng hỏi nhẹ nhàng, bạn có biết gia đình Tần ở Mado không? Tôi lắc đầu, nhưng thấy cái tên này có chút quen thuộc. Trưởng tử nhà Tần đang học ở Đại học Mado, gia đình họ rất có thế lực trong chính trị. Nếu muốn tiến xa hơn, họ phải nhảy vào thương trường, mà gia đình tôi lại là mục tiêu của họ. Rồi có một chuyện không thể nói dễ dàng đã xảy ra. Gia đình tôi buộc phải ký kết hợp đồng với gia đình Tần, hôn ước giữa Tiểu Yến và Lưu Yến. Nói xong, Lưu Đông Hồng lấy một thẻ vàng từ trong túi ra, đặt lên bàn và nói, lần này tôi đến đây để giấu vợ. Dù biết rằng con gái càng tự lập càng tốt, nhưng tôi vẫn muốn cô ấy có thể tận hưởng 2 năm học đại học một cách vui vẻ. Chỉ cần bạn chăm sóc Tiểu Yến trong thời gian học đại học, thì 30 triệu trong thẻ này sẽ là của bạn. Nói xong, ông ấy đứng dậy, ánh mắt gần như cầu xin nhìn tôi, rồi từ từ cúi đầu. Nghe những lời của Lưu Đông Hồng, tôi chợt hiểu được nỗi khổ của Lưu Như Yến. Trong khi tôi đang vui vẻ bên bạn bè, cô ấy lại phải mày mò học hỏi đủ thứ kiến thức thương mại. Quá trình này chắc chắn là một thử thách khủng khiếp với một người bình thường. Và cách hành xử hiện tại của cô ấy chính là hệ quả của hơn 10 năm bị tra tấn. Còn tôi, chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc. Lưu Đông Hồng, một ông trùm trong giới thương mại, muốn bù đắp cho Lưu Như Yến, thậm chí còn không ngần ngại cầu xin tôi. Âm thanh piano du dương vang lên trong quán cà phê, khiến không khí trở nên dịu dàng hơn. Tôi đứng dậy, không thèm nhìn thẻ ngân hàng đó dù chỉ một lần. Xin lỗi, tôi không thể, không có chút do dự nào, tôi thẳng thừng từ chối yêu cầu của Lưu Đông Hồng. Tôi không thể vì tiền mà bán rẻ bản thân, tôi không làm được điều đó. Lưu Đông Hồng như không thể tin vào tai mình khi tôi từ chối. Phải biết rằng đây là 30 triệu, chỉ cần ở bên Lưu Như Yến 2 năm thôi mà. Đó là một con số mà một gia đình bình thường như tôi không thể tưởng tượng nổi. Lưu Đông Hồng ngạc nhiên hỏi, tại sao? Khi tôi định nói về cuộc cãi nhau với Lưu Như Yến thì bất ngờ, có một người từ bên ngoài đá mạnh vào cửa kính quán cà phê. Một tiếng, bùng, vang lên, kính vỡ vụn và rơi xuống đất, phát ra những âm thanh trong trèo. Tiếng động lớn khiến tất cả mọi người trong quán giật mình, ánh mắt đồng loạt hướng về phía cửa. Tại cửa ra vào, một người bảo vệ mặc đồng phục đen đã đá kính để nhường đường. Chỉ thấy Lưu Như Yến xuất hiện, mặc một chiếc váy hoa trắng, mặt mày lạnh lùng bước vào. Ánh mắt cô ấy quét nhanh khắp quán và lập tức dừng lại ở tôi. Khi thấy Lưu Đông Hồng cũng có mặt, sắc mặt cô càng trở nên u ám. Cô ấy đặt một chiếc thẻ ngân hàng lên bàn, ánh mắt lạnh lùng phát biểu, hôm nay tôi sẽ dọn dẹp chỗ này. Tất cả thiệt hại sẽ được tính vào đây. Nói xong, Lưu Như Yến bước thẳng về phía tôi, khiến những khách hàng xung quanh nhanh chóng rời khỏi quán. Thấy cô ấy tiến đến với gương mặt lạnh lùng, tôi hoảng hốt. Tại sao cô ấy lại ở đây? Một cơn ác mộng ư? Lúc này, Lưu Đông Hồng cũng nhìn theo Lưu Như Yến đang tiến lại gần. Cô ấy vừa định mở miệng thì cậu ta đã cắt ngang, không có chút thù hận nào, chỉ có sự lạnh lùng. Cậu ta không cần ai làm tổn thương mình. Nói xong, cậu ta nắm lấy tay tôi, lôi tôi ra ngoài mà không thèm liếc nhìn Lưu Đông Hồng một lần. Tôi chỉ có thể theo cậu ấy, cổ tay bị nắm chặt đến đau. Ra ngoài quán cà phê, chiếc Maybach đỏ chờ sẵn, Lưu Như Yến buông tay tôi ra, mở cửa xe và ngồi vào ghế lái. Cô ấy lạnh lùng nhìn về phía trước, như thể hỏi tại sao tôi còn đứng ngây ra đó. Có lẽ cậu ta đã hiểu được tình cảnh của tôi, sự thù hận trong lòng cũng giảm bớt phần nào. Thế là, tôi vẫn ngồi lại trong xe, không khí bên trong có chút nặng nề. Lưu Như Yến nhìn thẳng về phía trước, cất giọng hỏi, bố tôi đã nói gì với bạn? Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh trả lời, còn có thể nói gì nữa? Chắc bạn cũng đoán được rồi chứ. Lưu Như Yến không thay đổi biểu cảm, mặt vẫn lạnh như băng. Giọng nói của cô ấy có vẻ ấm áp hơn một chút, khiến tôi không biết phải cảm thấy thế nào. Có phải bạn muốn làm tổn thương tôi không? Tôi không chút do dự lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài, phong cảnh nhanh chóng trôi qua. Nói thật lòng, tôi cũng không biết mình đang cảm thấy gì. Tôi không chỉ không làm bạn tổn thương, mà ngược lại, có lẽ tôi còn hơi ngưỡng mộ bạn. Những gì bạn đã trải qua từ bé chắc chắn là điều mà người bình thường khó mà hình dung nổi. Thử nghĩ xem, sống dưới áp lực như có một con dao treo lơ lửng trên đầu mà vẫn đứng vững đến giờ. Nếu là tôi, có lẽ đã sớm gục ngã rồi. Thực ra, hồi nhỏ tôi cũng đã trải qua những chuyện không dễ chịu. Nhưng tôi lại chọn cách buông bỏ. Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt Liễu Như Yến bớt lạnh lùng đi một chút, nhưng cô ấy vẫn không có vẻ gì là thay đổi. Bạn có biết mình đang làm gì không? Nếu thực sự muốn thoát khỏi tôi, thì đừng nói những lời như vậy. Chỉ cần bạn kêu ca mình đáng thương, tôi sẽ không ngần ngại mà đuổi bạn xuống xe. Lúc đó, bạn tự động làm được thôi. Tôi thở dài, không còn cách nào khác. Làm những gì mình muốn, nói những gì mình nghĩ, đó chính là lý do tôi sống. Sau giờ học, Liễu Như Yến từ từ dừng xe trước cổng đại học Mado, giọng nói lạnh lùng, cút đi. Tôi bĩu môi, mở cửa xe và đi về phía ký túc xá. Bỗng nghe thấy giọng Liễu Như Yến từ phía sau, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Từ mai, bắt đầu làm việc cho tôi ở hội sinh viên. Mỗi tháng 2.000 tệ, nhớ rõ đó. Hả, đã hứa là 20.000 tệ mà giờ chỉ còn 2.000 tệ. Hơn nữa, cô không định bỏ qua sao? Liễu Như Yến chỉ cười nhẹ, nếu không, tôi sẽ trừ lương của bạn đấy. Đừng có mà nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nếu không tôi sẽ không vui đâu. Nói xong, cửa sổ xe đóng lại, chiếc Maybach đỏ lăn bánh ra khỏi cổng trường, chỉ để lại mình tôi đứng ngẩn ngơ. Tôi đã nghĩ Liễu Như Yến cuối cùng cũng chán rồi, nhưng hóa ra chỉ là đang đùa giỡn với tôi. Thế nhưng, tôi không biết lúc ấy, Liễu Như Yến đang ở trong một tình thế cực kỳ nguy hiểm.
Khi nghe tôi nói về cảm giác của mình về những gì đã trải qua trên xe, sự tò mò trong cô ấy lại trỗi dậy. Không thể dừng lại được nữa, vừa đến cổng ký túc xá, tôi đã bị chặn lại. Bạn chính là Trần Chiết, tôi nhìn chàng trai đứng trước mặt với vẻ nghi hoặc, cậu ta cũng cỡ tuổi tôi, dáng vẻ cũng khá giống. Cậu ta chìa tay ra, miệng nở nụ cười tươi tắn, rất vui được gặp bạn. Tôi là Tần Tiểu, nhưng có lẽ bạn sẽ quan tâm đến một danh phận khác của tôi là vị hôn phu của tiểu thư Lưu gia. Nghe vậy, tôi không khỏi ngạc nhiên nhìn cậu ta, tôi nhớ đã nghe Lưu Đông Hồng nhắc về mối hôn ước giữa hai gia tộc. Nhưng không ngờ nhân vật chính lại xuất hiện nhanh đến thế. Nhưng đúng là có câu, ai đánh lại người có nụ cười. Tôi đơn giản bắt tay với cậu ta, Trần Chiết, năm 2 đại học. Ừ, tôi biết rồi, cậu ta đáp, có vẻ như bạn đã nghe về chuyện của Lưu gia và Tần gia. Bạn tìm tôi có phải để tôi tránh xa vị trí hôn phu của bạn không? Tần Tiểu lắc đầu, rút tay về cho vào túi quần. Rồi cậu ta nhẹ nhàng cười, bạn nghĩ nhiều quá rồi. Tôi chỉ đơn giản cảm thấy tò mò về bạn thôi, mặc dù tôi có chút hứng thú với Liễu Như Yên, nhưng không phải từ góc độ tình cảm. Hơn nữa, cô ấy cũng không phải kiểu người tôi thích. Cậu ta nói thêm, trong số những người cùng tuổi, Liễu Như Yên là người duy nhất tôi khá tôn trọng. Vì vậy, tôi rất tò mò không biết bạn có điểm gì đặc biệt để cô ấy chọn. Tôi chỉ cười khẩy, cảm thấy chẳng có gì phải lo lắng. Có thể bạn sẽ thất vọng, nhưng tôi chỉ là một sinh viên bình thường thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả, tôi không đồng ý với quan điểm đó. Gió nhẹ nhàng thổi qua vai tôi, mang theo một cảm giác gì đó khó tả. Nụ cười của cô ấy mang theo vẻ bí ẩn, ánh mắt không thể nào giấu giếm. Cô biết tôi là thiếu gia nhà Tần mà vẫn bình thản như không, điều đó chính là một điều đặc biệt. Hơn nữa, ánh mắt của cô nói với tôi rằng chúng tôi thuộc về một thế giới khác biệt. Nói xong, cô ấy tự nhiên đi về phía sân chơi, vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng dáng của cô, cảm giác như có điều gì đó không đơn giản. Hôm nay, mọi chuyện diễn ra thật bất thường. Về đến ký túc xá sau vài ngày vắng mặt, tôi mở cửa thì thấy Lý Lương đang chui vào chăn, trông như một cô mèo lạc lối. Chưa kịp kéo quần lên, cô ấy đã lộ nguyên đôi mắt ngái ngủ. Nhận ra tôi thì hơi sững lại, "Lương tử, tiết chế một chút đi, giữa ban ngày ban mặt mà đã chui vào chăn như vậy, cẩn thận không chừng sẽ bị ủi đấy." "Tôi không cần biết bạn đâu," Lý Lương chỉ cười thầm. Cô ấy từ dưới giường đứng dậy, tò mò hỏi tôi sao đột nhiên về sớm như vậy. "Có phải chán cô tiểu thư nhà Liễu rồi không?" Tôi nằm phịch xuống giường, thở dài, "Giá mà như vậy thì tốt. À, Chu Yun Hi thì sao rồi? Cuồng quá, chẳng có chuyện gì đâu nhỉ? Tôi thấy mọi thứ cũng bình thường, chắc chắn không có vấn đề gì đâu." Nghe vậy, tôi chỉ khẽ ừm một tiếng rồi bất chợt cảm thấy buồn ngủ, không biết từ lúc nào đã gật gù đi vào giấc mơ. Sáng hôm sau, tại văn phòng hội sinh viên, Liễu Như Yên xinh đẹp ngồi đó, vẻ ngoài thật cuốn hút nhưng không thể hiện được thời gian. Bên cạnh là Tiêu Tĩnh vẫn đang ung dung ăn sáng. Thời gian điểm danh đã trôi qua 10 phút, khi mà thời gian của Liễu Như Yên gần hết, cửa hội sinh viên cuối cùng cũng mở ra. Tôi ngáp một cái rồi bước vào, tay cầm cái bánh bao đã ăn dở. Liễu Như Yên ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, "Cậu đấy?" Tôi tìm chỗ ngồi xuống, cắn một miếng bánh bao và đáp, "Theo điều khoản thứ 16 của hội sinh viên, chỉ cần điểm danh trong vòng 15 phút thì không tính là vắng." Liễu Như Yên đứng dậy tiến về phía tôi, nở một nụ cười lạnh lùng, "Quy tắc là do người đặt ra. Cậu nói cậu là bé thì cậu chắc chắn là đấy." Nói xong, cô ấy bất ngờ giật lấy cái bánh bao trong tay tôi và ăn một cách vội vàng. Ngón tay cô ấy lướt nhanh như đang kéo dài thời gian. Tiêu Tĩnh ngồi bên cạnh thì cầm lấy bữa sáng, yên lặng rời khỏi chỗ ngồi. Cô ấy ân cần đóng cửa văn phòng lại, để lại chỉ mình tôi và Liễu Như Yên trong đó. Bất ngờ, cô ấy kéo tôi dậy và hôn tôi một cách bá đạo. Này, vì không thể phản kháng, tôi chỉ biết tận hưởng thôi. 10 phút sau, khi Tiêu Tĩnh bước vào văn phòng lần nữa, tôi, người vừa tràn đầy sức sống, giờ đã nằm dài trên ghế sofa. Liễu Như Yên ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Cô ấy còn véo má tôi như đang chơi với món đồ chơi yêu thích của mình. "Đêm qua cậu ngủ ngon không?" cô ấy hỏi. "Cũng khá, nhưng tôi thì không ngủ ngon chút nào. Cậu thật đáng thương, thức khuya sẽ có quầng thâm dưới mắt đấy." Cô ấy mặt mày tối lại, giọng có phần giận dữ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. "Lấy cho tôi một cốc nước đi." Nói xong, cô ấy còn thổi nhẹ vào tôi. Tôi chỉ biết hừ một tiếng. Trên bàn có cốc màu hồng nhạt, Tiêu Tĩnh mang về một cốc nước nóng. "Nè, cho cậu." Nhưng Liễu Như Yên lại không nhận. Cô ấy nhẹ nhàng mở miệng, "Tôi muốn uống nước nhập khẩu." "Nhập khẩu?" Tôi ngớ người không biết phải đáp lại thế nào. Gãi đầu, "Giờ tôi đi đâu tìm nước nhập khẩu cho cậu đây?" Liễu Như Yên chỉ vào môi mình, "Nhập khẩu, hiểu không?" Lúc đó, tôi mới nhận ra ý cô ấy. Bất đắc dĩ, tôi uống một ngụm nước, đưa về phía đôi môi đỏ của cô ấy. Dù sao thì cũng đã hôn rồi, nhập khẩu thì nhập khẩu, cũng không phải là mình thiệt thòi gì đâu. Liễu Như Yên ôm chặt cổ tôi, cướp hết nước trong miệng tôi. Cuối cùng, cô ấy khóa môi tôi lại, mặt mày đầy vẻ thỏa mãn. Thấy tôi hơi đỏ mặt, cô ta cười khiêu khích, "Chúng ta đã là vợ chồng rồi, còn ngại ngùng gì nữa?" Tôi hừ một tiếng không vui, "Ai là vợ chồng với cậu? Chỉ là tôi cảm thấy hơi nóng thôi." "Hiểu biết." Lúc này, tôi chợt nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm nay, tò mò hỏi, "Cậu biết chuyện gì không?" Cô ấy chớp mắt nhẹ nhàng, "Anh đã gặp cô ta chưa?" "Hôm nay chỉ gặp một lần, cảm giác của cô ấy thế nào?" Tôi thấy cô ấy khá kỳ quái, "Cậu hiểu cô ta không?" "Muốn biết." Liễu Như Yên chỉ vào khuôn mặt mình, cười tươi, hôn tôi một cái. Khi cô ấy gọi tôi là vợ, sự tò mò của tôi lập tức tan biến. Tôi quay đầu lại, mặt lạnh tanh, "Quên nó đi." Đúng lúc này, một con dao nhỏ từ đâu không biết lại xuất hiện trong tay Liễu Như Yên. Ánh sáng lấp lánh của dao phản chiếu lên mặt tôi, khiến tôi dường như không nghe rõ những gì cô ấy vừa nói. "Cậu có thể nói lại lần nữa không?" Khi Liễu Như Yên vung dao, thật tình cờ và tự nhiên, như thể dao đã đâm vào đầu ngón tay tôi, cô ấy chỉ nháy mắt với tôi.
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc nghiêng người về phía trước, mong Liễu Như Yên sẽ tiết lộ cho tôi ngay bây giờ. Thôi nào, vợ ơi, tôi lên tiếng. Liễu Như Yên mỉm cười đầy hài lòng. Cậu khá dễ thương đấy, cô ấy nói rồi chỉ vào đuôi mình. Ý nghĩa của câu nói ấy thật rõ ràng, tôi đành phải tựa đầu vào đôi chân ngọc của Liễu Như Yên. Hương thơm từ cơ thể cô ấy xộc vào mũi, khiến tôi cảm thấy thư giãn lạ thường. Liễu Như Yên dùng hai tay xoa đầu tôi, nhẹ nhàng giải thích, người này không đơn giản đâu. Từ giờ, cậu có thể tránh xa cô ấy tùy thích. Cô ấy hạ thấp giọng, tiếp tục, cô ấy không giỏi gì cả. Trong khi cảm nhận đôi chân mềm mại của cô ấy, tôi khẽ cau mày, thấy thật khác thường. Liễu Như Yên mỉm cười, nhẹ nhàng sờ trán tôi và kéo dài câu nói. Cậu biết không, số dư tài khoản của cậu không đủ đâu. Nếu muốn biết thêm, thì cứ nạp tiền vào đi. Tôi cứng họng khi nghe điều này, cậu lại gọi tôi là vợ. Liễu Như Yên gật đầu, sau đó nói tiếp, thực ra, âm mưu này không liên quan gì đến người thừa kế của nhà Tần đâu. Nó liên quan đến con ngoài giá thú của Tần Bằng, người đứng đầu nhà Tần. Và vị hôn phu đầu tiên của tôi cũng không phải là cô ấy. Cô ấy nói tiếp, ngay sau khi lễ đính hôn kết thúc, con trai thứ hai và thứ ba của nhà Tần đã bị kẻ thù bắt cóc và giết hại một cách dã man. Tới đây, cô ta tạm dừng lại, tôi chỉ biết hét lên với cô vợ, thôi nào, nhanh lên, tiếp đi chứ. Và rồi cô ta lại tiếp tục câu chuyện, tất cả những kẻ sát nhân đều chết trong một khe núi. Anh ấy thì bị đầu độc, mà có nghĩa là họ đã bị ám sát vì một cuộc cướp tình yêu. Liễu Như Yên lắc đầu, tớ không biết chuyện này, đấy chỉ là suy đoán của tớ thôi, tôi nói, nghĩ mà xem, người hưởng lợi nhiều nhất từ vụ này chắc chắn là anh ta. Và sau khi có được tư cách thừa kế, anh ấy còn cho thấy khả năng kinh doanh và chính trị nhạy bén đến mức nào. Ngay cả tớ cũng không dám xem thường anh ấy đâu, người này quá tham vọng, một vị hôn phu như vậy thật không đơn giản, chẳng lẽ cậu không vui sao? Nghe vậy, Liễu Như Yên mỉm cười và nhéo má tôi. Anh đang ghen à? Đừng lo, chuyện đó tớ đã bàn riêng với cậu rồi. Sau khi tốt nghiệp, tớ chỉ cần một điều ở cậu thôi. Sự tham gia này có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Ai ghen, tôi chỉ muốn ngồi dậy nhưng bị đẩy lại ngay, cứ nằm trên đùi tôi như này một chút đi, dù sao thì cũng không ai làm phiền tôi đâu. Căn phòng yên tĩnh, nơi Văn Ngạn đang làm việc, trông thật tối tăm và u ám. Lúc này, trong văn phòng của chủ tịch tập đoàn Tianmu, Lưu Đông Hồng vừa mở cửa thì Minh Nguyên ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua anh. Cô ấy nhẹ nhàng hỏi, anh đã tìm thấy cậu nhóc đó chưa? Cảm giác của anh thế nào? Thật sự không thể giấu được điều gì, Lưu Đông Hồng cười khổ. Thành thật mà nói, nó hơi khó nắm bắt, cậu nhóc này tên là Trần Khiết, và lúc nào cũng có thể bất ngờ bạn ngay khi bạn nghĩ mình đã nắm quyền kiểm soát mọi thứ. Dù là với tư cách một con người hay một quý ông, tất cả đều khiến tôi cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ. Nghe đến đây, Minh Nguyên thả bút xuống, thật hiếm khi thấy anh nhướng mày như vậy, có vẻ như có những người mà bạn không thể nhìn thấu. Lưu Đông Hồng nhìn lên trần nhà, giữa lông mày có chút buồn bã. Cậu làm sao đối phó được với Trần Chiết đây? Con gái ông ấy rất thích cậu ta, bất cứ điều gì họ muốn. Tiểu Yến giờ không còn nhỏ nữa đâu, Minh Nguyên nói, biết đi theo con đường riêng của mình. Nhân tiện, tình hình của người mà tôi nhờ cậu liên hệ thế nào rồi? Nếu có thể nhận được sự hỗ trợ từ ông Chen, thì nhà họ Tần nhất định sẽ không hành động hấp tấp. Lưu Đông Hồng thở dài, lắc đầu, giọng điệu của Lưu Đông Hồng hơi thất vọng và chán nản. Cứ thế này, muốn gặp mặt hay nhờ vả ông ấy quả thật là một thử thách. Thậm chí không có ai đứng giữa giới thiệu, làm sao chúng tôi có thể mong được giúp đỡ từ người khó tính đó. Danh dự của Văn Ngạn cũng bị lung lay, trong lòng thầm nghĩ có lẽ chỉ còn cách chờ mọi thứ diễn ra tự nhiên. Còn bên kia, tại Đại học Thành phố Phép Thuật, giờ ăn trưa đang đến gần, sinh viên ào ào kéo về nhà ăn và văn phòng hội sinh viên. Lúc này, tôi vừa nhìn vào cánh cửa nhà vệ sinh đã đóng kín vừa quyết định ra ngoài kiếm cái gì lót dạ. Sáng nay chỉ kịp ăn một cái bánh bao, mà nửa cái đã bị Liễu Như Yên giành mất. Bụng thì đang đói meo, bất chợt, điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Lý Lương, bảo tôi mang đồ ăn xuống cho cậu ấy. Được thôi, lần này tôi sẽ hào phóng đáp ứng. Tôi mỉm cười, bước xuống cầu thang với tâm trạng thoải mái. Ngay lúc đó, Liễu Như Yên từ nhà vệ sinh đi ra, thấy tôi đã biến mất thì ngạc nhiên hỏi Tiêu Tĩnh. Trần Chiết đâu rồi? Tiêu Tĩnh đang nhâm nhi đồ ăn sáng trả lời thản nhiên, xuống nhà ăn rồi, chắc đang kiếm gì ăn đấy. Nghe xong, Liễu Như Yên hốt hoảng bước nhanh ra khỏi văn phòng. Tức tối lẩm bẩm, Trần Chiết giỏi lắm, tôi vừa đi vệ sinh mà cậu đã trốn rồi. Ăn uống quan trọng hơn tôi à? Câu hỏi đầy hờn dỗi này vang lên trong đầu khi tôi bước vào quán cà phê. Quán đang nhộn nhịp và tôi nhanh chóng tìm thấy Lý Lương, nhưng bất ngờ là Sở Vân Hy cũng ngồi ở đó. Trên bàn chỉ có một phần ăn duy nhất, nhìn vào, tôi nhíu mày quay sang Lý Lương, thế phần của tôi đâu? Sở Vân Hy lúc này nhẹ nhàng lấy từ dưới gầm bàn ra một hộp cơm và nhoẻn miệng cười. Dạo này tôi đang học nấu ăn, hôm nay tiện tay làm thêm một phần, nên nhờ Lý Lương chuẩn bị dùng cậu đấy. Vừa nói, cậu ấy vừa mở nắp hộp cơm, khiến mùi thơm ngào ngạt bốc lên, trông còn hấp dẫn hơn bất kỳ món nào trong căng tin. Nhìn hộp cơm mà tôi chỉ biết nuốt nước bọt thèm thuồng, nhưng trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ khác, nếu mà Liễu Như Yên biết tôi đang ăn cơm do người khác nấu thì chắc. Khỏi yên thân luôn, nhìn hàng người dài dằng dặc trước căng tin, cuối cùng tôi không cưỡng lại được. Chẳng nghĩ ngợi thêm, tôi ngồi xuống và bắt đầu ăn. Sở Vân Hy nhìn tôi, mỉm cười nhắc nhở, ăn chậm thôi, cẩn thận nghẹn. Ngay khi tôi vừa định thưởng thức trọn vẹn phần cơm thì bỗng cảm giác không khí xung quanh lạnh đi một cách lạ thường. Một giọng nói quen thuộc, lành lạnh vang lên phía sau lưng khiến tôi rùng mình, có vẻ cậu rất tận hưởng bữa ăn nhỉ. Tôi lập tức đóng hộp cơm lại, quay đầu nhìn thì thấy Liễu Như Yên đứng đó, khoanh tay nhìn tôi với nụ cười đầy ẩn ý. Quay đầu chậm rãi, tôi thấy Liễu Như Yên đứng đó với vẻ mặt khó chịu, cười nửa miệng, giọng châm chọc. Sao, đang ăn ngon lắm hả? Tôi đành nặn ra một nụ cười, nhưng nhìn còn khó coi hơn cả tiếng khóc. Muốn ăn chung không? Để tôi chia cho. Lý Lương đứng bên cạnh, bật cười với vẻ khoái chí như thể vừa xem một bộ phim thú vị. Giỏi lắm, chập chiết,
Cậu liều thật đấy. Lúc này, Sở Vân Hy cũng đứng bật dậy, mắt đối mắt với Liễu Như Yên, đây là cơm tôi nấu cho Trần Triết. Tôi muốn cậu ấy ăn thử, chị không cần phải can thiệp đâu. Nghe vậy, tôi chỉ biết thầm khóc trong lòng, chị ơi, chị đẩy em vào hố lửa rồi. Liễu Như Yên nhìn hộp cơm của Sở Vân Hy, ánh mắt lạnh băng, nhưng không hề tức giận. Cô ra hiệu cho vệ sĩ lấy ra một hộp cơm sang trọng. Năm tầng đầy ắp các món ăn đắt đỏ, mỉm cười nhẹ nhàng, cô gắp một miếng thịt om, đưa tới sát miệng tôi. Nào, ăn đi chồng. Tôi do dự, rồi cũng đành ngửa miệng ăn, vị ngon khó cưỡng, đến mức tôi suýt nữa đã quên mất tình huống hiện tại. Liễu Như Yên lại gắp thêm một miếng, đưa tiếp, khóe môi nhếch lên đầy kiêu ngạo. Tôi chỉ biết ngoan ngoãn mở miệng, tiếp tục ăn mà không dám cãi. Sở Vân Hy nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt không vui, lập tức đứng dậy rời khỏi căng tin, còn Lý Lương cũng theo sau. Liễu Như Yên khẽ liếc bóng lưng Sở Vân Hy đang khuất dần, giọng lạnh tanh. Dám cướp người của tôi, đúng là không biết tự lượng sức mình. Ngồi cạnh tôi là Liễu Như Yên, đang nhìn chằm chằm vào phần ăn còn dang dở. Không đợi thêm, cô cắm ngay đũa vào tay tôi, giọng hờn dỗi xen chút giận dữ. Này, tôi cũng đang đói đây, không muốn chết đói thì đút cho tôi đi. Tôi thở dài bất lực, gắp một miếng rau đưa đến gần cô. Vừa ăn xong, Liễu Như Yên tỏ vẻ hài lòng, còn tôi tranh thủ gắp ngay miếng thịt thơm cho vào miệng. Nhưng chưa kịp vui vẻ được bao lâu, cô đã đưa tay giữ mặt tôi lại, nhìn chăm chăm với ánh mắt có chút tinh quái, miệng nhếch lên cười. Thế này là dính dáng đến đồ ăn của người ta rồi đấy. Tôi nên xử cậu thế nào đây? Vừa nói, cô vừa nhéo nhẹ vào má tôi, khiến tôi chỉ biết toát mồ hôi hột. Trời ạ, đường đường là sinh viên đại học mà không thoát nổi mấy tình huống thế này.